Thì chào em học sinh lớp 5, bây giờ giáo hướng dẫn các em cái bài 114 thể tích hình hộp chữ nhật. Thì muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật thì ta lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao, thế là xong, không nhỉ? Thì mình cứ áp dụng cái tôi sẵn chiều dài, chiều rộng, chiều cao này rồi, mình điền vào thì chiều dài, chiều rộng, chiều cao này, tính thể tích lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao, đúng không? Đấy. Dù là 4 x 5 20, 20 x 6 262 phần 2 cho 1 720 720 cm khối. À sao thế, 262 120 4 x 5 20 120 là 120 cm khối nha. Còn cái này thì em cứ lấy tương tự như vậy đúng không ạ? Cái này thì em sẽ lấy cái này nhân cái này, dài nhân rộng nhân cao, cái này là em viết vào đây là mét khối. Đấy. Cái này cũng vậy. Nhân phân số thì các bạn nhớ là tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, xong rút gọn nó đi nhá, rồi viết vào đây. Mà decimet khối. Đấy, cái này là 120 nhá. 4 x 5 20 2 x 6 12 120 cm khối. Cái này em tự làm vào. Đấy là xong bài tập số 1. Bây giờ là bài tập số 2, nó bảo là tính rồi so sánh thể tích của hai cái hình hộp chữ nhật dưới đây. Đấy, như vậy cái bài này nó có hai yêu cầu đúng không? Yêu cầu thứ nhất là tính, sau đó rồi mình đi so sánh. Đấy. So sánh tức là xem cái nào lớn cái nào bé. Đấy, thì mình đầu tiên mình tính đi. Ở đây người ta cho có mấy cái dòng kẻ em tính nhá. Thì em tự viết vào, rồi mình sẽ tính đi. Lấy dài nhân rộng nhân cao. Đấy. Em sẽ lấy cái này em sẽ tính ra đấy nhá. Phải tính vào đây. Mình viết vào. Thôi từ giáo này hướng dẫn các bạn viết thôi, các bạn tự viết vào nhé. Đấy. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ tính là sẽ đi, đầu tiên các em sẽ tính với thầy giáo là cái thể tích của hình này trước. Đấy, được chưa? Xong tính thể tích của cái hình này. Đấy, cũng lấy dài rộng cao nhân với nhau cái này vậy. Sau đó các em so sánh giữa hai hình, được chưa? Đấy. Đấy, cách làm là như vậy. Như vậy bài này nó có sẽ có hai bước. Bước thứ nhất là phải tính, nó có ba bước. Đấy, mình gọi là gọi ba bước. Bước một sẽ tính cái thể tích của cái hình A này, đấy, tính thể tích của hình A. Bước 2 là tính thể tích là tỷ lệ là V mà, của hình B. Đó. Và bước 3 là mình đi so sánh giữa A, hình A và hình B, đấy, thể tích nhé, thể tích của hình A và hình B. Thế mà em thì tự tính, đấy chưa? Đấy là xong bài tập số 2. Bây giờ mình sang bài 3. Bài 3 ta bảo là tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên. Thì em quan sát cái khối gỗ này thì các bạn phải tách nó ra. Tách làm hai cái dạng hình hộp chữ nhật, hai cái hình hộp chữ nhật. Này, theo tách nó có nhiều cách nhưng mà thôi. Chúng ta thống nhất là tách nó có vài ba cách thôi, nhưng mà thầy giáo hướng dẫn một cách thôi nha. Đấy. Thì tách theo kiểu như thế này. Thì ở đây là khối 1, đây là khối 2 đúng không? Hai khối. Đấy. Thì nếu mà tách như thế này thì em thấy là cái khối thứ nhất này. Đây là tách là hai khối. Rồi em tính thể tích của cái khối đầu tiên này, xong tính thể tích của khối thứ hai, xong là lấy cái khối 1 cộng khối 2 là ra thể tích của cả cái khối gỗ. Đấy, cách làm này như vậy sẽ có 3 bước như vậy. Đấy, thì bước thứ nhất là ví dụ cái hình số 2 này là hình số 1 này thì em thấy là cao là bằng 10 rồi, đúng không? Rộng là bằng 8 rồi. Thì rộng nó bằng nhau mà, rộng là 8, đúng không? Cao bằng 10. Như vậy là cái hình 1 nếu cắt như vậy thì là hình 1 nó sẽ bằng là hình 1 nhá thì cao là bằng 10. Cao mình thấy là cao bằng 10 rồi nè. Cao là bằng 10. Đấy. Rộng bằng 8. Rộng bằng 8. Đấy, còn mỗi hình chiều dài mình chỉ biết dài đây, dài thì nó sẽ là bằng cả cái này là 20, 20 mới trừ đi 12 thì nó sẽ bằng 8. Dài bằng 8. Đấy, như thế. Với ba kích thước là 8 8 đúng nha. Rồi, 8 8 và 10. Đấy. Thì hình 1 sẽ bằng là thể tích hình 1 mình sẽ tính sẽ bằng là 10 nhân 8 rồi nhân 8. Đấy, thì ra ở đây đúng không? Cái hình số 2 này thì là 20 mà trừ đi 8 thì à cái này là 12 rồi, 12 8 và cao này là bằng 5, cái này bằng 5, bằng nửa cái này bằng 5. Cái này bằng 5 mà cái này bằng 10 trừ đi 5 đúng không? Như vậy là cái kia cái hình thứ 2 này, hình 2 thì chúng ta là sẽ bằng là một chiều nó sẽ là một kích thước thứ nhất sẽ là bằng 12. Đấy, dài là 12. 12 đấy. Rộng 8. Rộng 8. Cao 5. Cao 5.
là mình nhân thôi. V của nó sẽ bằng là 12 rồi, được chưa? Nhân 8 rồi nhân 5, dài nhân rộng cao mà. Đấy, nó sẽ ra cái này ra cái một sao này, đúng không? Này ra cái hai sao. Đấy, em lấy cái một sao em cộng hai sao này nó ra thể tích của cả khối gỗ. Đấy, cách làm là như vậy. Các em tự làm nhé. Rồi, chào các em.